Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại một blog các kiểu Chili. Thì ngay khi các bạn đọc cái tiêu đề là các bạn đã biết là mình cái blog này mình sẽ nói về vấn đề gì. Nó không chỉ dành riêng cho các bạn gái đâu mà ngay cả các bạn nam vẫn xem được luôn nhé. Tại vì cũng có nam đi làm nữa cơ. Thì cái blog này sẽ nói về vấn đề là treat glow vĩnh viễn, hay còn gọi là laser hair removal. Nếu mà các bạn từng có những cái câu hỏi trong đầu mình đó là không biết mình có nên đi triệt lông không ta, rồi trời ơi bây giờ wash đau quá, không biết có cái nào để mà mình không cần phải wash nữa không, hoặc là có những lúc mà các bạn chuẩn bị đi một sự kiện, một event gì đấy nhưng mà lông chân hoặc là lông dưới cánh tay chỗ nào của bạn ấy bạn quên cạo đi, rồi bây giờ bạn ấy không dám mặc cái đầm đấy hay là như vậy, thì cái blog này chính là dành cho bạn. Mình làm cái blog này là tại vì mình vừa làm xong triệt lông và mình muốn chia sẻ với bạn những kinh nghiệm thực tế và những trải nghiệm của mình đang có. Trước đấy là mình đã liên tục phải dùng dao cạo trong 4 năm liên tục liền. Và mình rất là mệt mỏi cái việc mà cứ phải dùng dao cạo và phải cạo mỗi ngày luôn ấy. Lông chân, lông tay á, thì bạn không cần cạo phải mỗi ngày. Nhưng mà vùng bikini á, thì bạn nào đã trải qua thì các bạn phải biết là mỗi lần tắm là phải cạo thì nó mọc lên cực kỳ nhanh luôn ấy. Và nó mọc lên mà các bạn không cạo thì nó sẽ cực là ngứa và cực là khó chịu luôn. Nên đó là lý do tại sao mình quyết định đi làm triệt lông. Cái blog này cũng không chỉ riêng gì về triệt lông vùng bikini mà nó sẽ là triệt lông bộ về chân, về nách, về tay, về mặt các bạn. Nhưng mà mình cũng sẽ nêu ra một số lý do để mà cho các bạn nữ lý do cái tại sao các bạn nên triệt lông vùng bikini. Một phần nữa là những bạn nào wash ấy, thì các bạn sẽ thấy nó là wash cực kỳ đau luôn ấy. Các bạn dán lên rồi nó rất là đau. Chưa kể tới là phải về vấn đề vệ sinh an toàn của cái cây gỗ mà cái chỗ bạn hay đi ấy, là người ta có dùng cây mới hay không, hay là người ta lại rửa và người ta dùng lại. Còn cạo á, thì thứ nhất là nó sẽ bạn sẽ cứ phải cạo đi cạo lại nhiều vì nó mọc lại rất là nhanh, nó mọc nhanh hơn quá. Nhưng mà nó có thể dẫn tới cả việc là bị viêm lỗ chân lông. Mình đã bảo rất nhiều bạn nữ cũng sẽ trải qua trường hợp này, viêm lỗ chân lông hoặc là bị lông mọc ngược nữa cơ, tại vì các bạn cạo không có đúng ấy. Cái blog hôm nay mình sẽ nói về theo các thứ tự như sau. Thứ nhất là lý do các bạn nên triệt lông vùng bikini. Thứ hai là cách mà họ sẽ triệt lông như thế nào, là khi bạn vô đấy họ sẽ làm gì với cơ thể của bạn, cái cách họ thực hiện như thế nào, thì mình sẽ nói ra để cho các bạn có thể tưởng tượng được. Thứ ba đó là những ưu điểm và lợi ích mà triệt lông mang lại cho các bạn. Thứ tư là những bước cần chuẩn bị trước và sau khi các bạn làm triệt lông. Và trước khi bắt đầu thì các bạn hãy nhớ nhấn cái nút subscribe nha, nhỏ phía dưới để mà ủng hộ mình nhé. Và hãy đập luôn vào cái chuông kế bên để mà có thể nhận được thông báo sớm nhất cho tất cả các lúc mà mình up lên nhé. Tại bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi. Hiện tại là nó có hai loại triệt lông khá phổ biến, nhưng mà công nghệ mới nhất là họ sẽ dùng một cái máy và nó sẽ tạo ra ánh sáng mà không mình không cần phải dùng một loại kem hay là sớt một cái gì trên cơ thể hết. Đó là công nghệ mới nhất, là bạn chỉ cần vô nằm, họ cầm máy họ làm thế là xong. Còn một loại thứ hai là nó là công nghệ cũ hơn, là họ phải sớt một loại kem hay là một cái chất gì đấy trên da bạn thì họ mới làm được. Cái triệt lông ở đây như mình nói là gọi là laser hair removal, thì họ sẽ dùng laser. Cái laser này nó sẽ giúp là phá cái nang lông cũng như là làm tổn thương cái mạch máu và nuôi cái nang lông đấy. Cho nên như vậy nó sẽ làm ngăn chặn cái quá trình mọc lông lên đi. Ok, và đây là lý do mà các bạn nên triệt lông vùng bikini. Thì nếu mà các bạn nào vẫn còn để nó tự nhiên thì chắc chắn các bạn sẽ suy nghĩ là trời ơi mình đâu cần chuyện nó làm gì đâu, hay là mình cạo nó làm gì, cứ để cho nó tự nhiên như bình thường là được. Mình cũng đã từng có suy nghĩ như vậy và mình nghĩ là nhiều khi họ làm người mẫu sau đấy họ mới nên triệt, không thôi là vì ba mẹ các bạn không cho. Ở Việt Nam mình thì suy nghĩ nó cũng chưa có được thoáng lắm. Mình có nói chuyện với nhiều bạn thì là do ba mẹ của bạn đấy sẽ không cho, không thôi là nó cũng chưa phổ biến. Trong khi là mình ở bên Úc và rất nhiều, hầu như là bạn nữ nào cũng làm. Thì khi mà vùng bikini của bạn nó sạch sẽ, không còn một cọng lông nào mấy, các bạn sẽ thấy thời kỳ đèn đỏ của bạn rất là tuyệt vời luôn á. Tại vì sao? Tại vì á, còn lông ấy nó sẽ tạo ra cho các bạn một mùi hôi ấy, sẽ rất là khó chịu và nó sẽ rất là bị ẩm, tạo lên mùi vào mùa hè ấy. Đặc biệt là thời tiết ở Việt Nam như là Sài Gòn mùa hè suốt năm luôn. Và các bạn hãy tưởng tượng là sẽ băng vệ sinh ấy, các bạn sẽ thấy kiểu như là bạn sẽ phải lau từng cọng khi mà nó bị dính máu bên ngoài, rất là mệt luôn ấy. Cho nên đây là một vấn đề vệ sinh an toàn mình nghĩ là các bạn nữ nên làm.
bạn làm xong mình thấy nó cực kỳ thoáng mát và dễ chịu, và da nó rất là mịn, không còn lỗ luôn ấy. Lúc hồi xưa mình cạo nha là nó bị sần ấy chứ nó không được mịn. Bây giờ mình làm xong mà nó rất là mịn và nhẹ nhàng, rất mềm luôn. Thứ hai là khi các bạn làm xong là các bạn có thể tự tin diện tất cả mọi loại bikini các bạn muốn. Thật sự là hồi xưa lúc mà mình còn ở Việt Nam á, mình cũng từng thấy có vài chị mà bikini tăng nhất hẳn luôn ấy mà bị lòi phần lông ra bên ngoài, thì nhìn nó cũng rất là phản cảm, ngay cả nữ mà mình thấy phản cảm nữa. Thì bây giờ các bạn mặc, các bạn sẽ không phải lo về vấn đề thời trang phản cảm như vậy nữa. Tới tóc, bây giờ mình sẽ nói cho các bạn là cách mà khi bạn bước vô một cái spa, một cái nơi triệt lông mà sẽ làm như thế nào. Ở Việt Nam mình đọc nhiều, bạn đầu tiên bạn đi là bạn phải để nguyên phần lông nó luôn, để mà người ta vô coi bộ dày nó như thế nào, để mà người ta có thể xác định được. Nhưng mà bên mình á là chỉ cần các bạn cạo trước 24 tiếng, trước một đêm mới xong lên ấy và vô đấy nằm, họ sẽ đưa cho bạn đeo một cái mắt kiến. Họ sẽ không có hỏi gì về vấn đề động hay không hay là sao đó đâu. Họ chỉ cần biết là màu lông là màu gì, tại vì chỉ có màu đen, màu tối mới làm được thôi, chứ những màu sáng là không làm được. Như là màu vàng ấy thì họ sẽ không có thể chịu được. Và sau đấy họ sẽ dùng một cái máy, họ sẽ là ngang chưa, tắt 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 như vậy, và nó sẽ tạo ra cái ánh sáng giống như mình có sẽ cảm giác như đốt ấy. Nó sẽ có một cái mùi cứ như là lông bị cháy ấy. Đó, nó sẽ như vậy. Cực kỳ nhanh, mình làm vùng bikini và vùng nách á, đi vô 10 phút xong đi ra, rất là nhanh luôn. Và đặc biệt có là triệt lông á, là khi mà các bạn đã đến ngày đèn đỏ các bạn vẫn có thể đi làm được, nhưng mà các bạn phải dùng tampon nhá thì các bạn mới làm được. Và triệt lông á, nó có một cái là bạn phải làm một liệu trình là từ 6 đến 10 lần, mình thấy từ 6 đến 10 lần là phù hợp nhất. Mình thì mình làm 6 lần thôi là mình thấy quá phù hợp, có ok là cái lông không còn lên nữa. Trong 6 đến 10 lần đấy thì mỗi lần sẽ cắt nhau 1 tháng và 4 tuần. Những lần về 6 lần cuối thì khi mà lông đã quá mỏng rồi thì có thể cắt từ 5 tuần hoặc là 6 tuần. Nhưng mà mình khuyên các bạn, khi mà các bạn đã ok quyết định làm thì các bạn hãy đi đúng liệu trình của nó, đừng bỏ một cái nào hết. Có nhiều bạn đi cái xong rồi lại nghĩ là ủa mới làm một lần mà thấy đâu có tác dụng gì đâu. Tại các bạn mới đi có một lần, cái này không phải là một lần sẽ hết. Không phải là các bạn đi 2-3 lần cái xong rồi bạn thấy nó hết rồi, các bạn lại dừng ở đấy, các bạn không đi tiếp đến 6-10 lần. Thì trong vòng thời gian ngắn cái xong các bạn lại cảm thấy là nó không có như lời nói của người ta, nó trở lại quá nhanh đấy. Thì mình khuyến các bạn nên đi ít nhất là 6 lần, hay là các bạn đến cái spa đấy các bạn hỏi người ta là như thế nào để mà đi. Và thêm một chuyện nữa là những bạn nào có hình xăm đều làm được ok luôn, nhưng mà họ sẽ không làm trên cái hình xăm đấy mà họ sẽ đi xung quanh cái hình xăm đấy thôi, cho nên là phần lông ở hình xăm đấy họ sẽ không chịu được, tại vì ánh sáng đấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái hình xăm đấy. Và những ưu điểm mà lợi ích mà chính bản thân mình cảm thấy được sau khi triệt lông đó chính là: nhất là thời gian làm nhanh, giống mình nói các bạn làm vùng bikini ở dưới nách á, làm đúng 10 phút xong cực kỳ nhanh, nhanh gọn lẹ luôn. Thứ hai đó là bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền về mua những dụng cụ cho việc cạo lông hoặc là wax. Cạo lông thì bạn phải mua cái đầu cạo ấy, còn wax thì các bạn có thể wax ở nhà hay là các bạn đi ra tiệm, nhưng mà mình nghe nói đi ra tiệm wax nó cũng khá là mắc. Và các bạn cứ phải làm hoài, các bạn sẽ nghĩ các bạn sẽ làm hết hoài trong cuộc đời con gái của các bạn thì không biết số tiền nó sẽ lên tới bao nhiêu. Thứ ba là nó không đau. Thì các bạn chắc chắn các bạn cũng sẽ nghe là nhiều người nói là chị lo không có đau đâu, nhưng mà đúng là nó không hề đau so với wax. Wax là các bạn quá đau rồi, không thể tưởng tượng nữa, bạn nào có thể wax lâu vùng bikini luôn ấy, mình tưởng lên đến mà mình nổi như gà lên hết luôn ấy. Thì nó sẽ giống như là các bạn tưởng tượng nha, là các bạn cầm kim nhíp nhỏ lông ấy, các bạn cộng lông ra một cái nó giống cảm giác cho bạn bứt ra như vậy, nhưng mà không phải là tầng lỗ chân lông, mà kiểu như bạn làm vùng mắt thì chắc bạn sẽ cảm giác được 3-4 lần như vậy. Còn vùng bikini nó sẽ nhạy cảm hơn, cho nên là các bạn sẽ cảm nhận được cỡ 6-7 lần như vậy. Cho nên là làm những lần đầu, 1-2 lần đầu thì các bạn cũng sẽ thấy nó hơi nhói, nhưng mà tất nhiên là nó không có đau, bạn sẽ vẫn chịu đựng được. Nhưng mà càng làm về sau á, cái độ dày của lông nó mỏng dần đi, cho nên càng làm về sau các bạn sẽ không cảm thấy đau nữa. Và vô nằm rất bình thường, nằm rất không đã. Nhưng mà đến khi kỳ kinh nguyệt rồi thì nó đau thiệt luôn ấy. Người ta nói là tại vì lúc đấy là cơ thể rất là sensitive, nó rất là nhạy cảm, body con gái tụi mình, cho nên là vô kỳ kinh nguyệt mà đến lần trị liệu thì cũng phải ráng mà đi thôi. Thứ tư là nó rất là tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày của tụi mình. Tại vì mỗi lần tắm bạn không cần phải cạo nữa, bạn cứ quên cái việc cạo đi thôi. Và có thể các bạn sẽ luôn sẵn sàng cho bất cứ một cái bữa tiệc nào, bất cứ event nào, các bạn không cần phải lo chết rồi mình quên cạo lông chân, mình chỉ quên cạo lông mắt, nên là sao mình có thể mặc áo 2 giây đây.
bạn muốn gì ok, cứ việc mặc và cứ việc đi thôi, không cần phải lo một cái gì hết. Mình thấy là da của mình nó láng mịn hơn hẳn, và ngay cả triệt lông vùng nách ấy, mình sẽ thấy là nách của mình nó sáng và nó trắng hơn nữa, và vùng bikini nó mịn hẳn ra luôn ấy. Thứ năm mới là nó hoàn toàn an toàn, nó không hề gây ra một cái tác dụng phụ gì hết, mà nó cũng sẽ không hề gây vô sinh. Cho nên là dù đang có thai thì các chị em phụ nữ vẫn có thể đi triệt lông được. Thứ sáu là khi mà các bạn làm xong một liệu trình từ 6 đến 10 lần đi thì các bạn chỉ cần trở lại là một lần một năm hoặc là 1 đến 2 lần một năm thôi, là nó tiết kiệm rất là nhiều tiền cho khi mà ví dụ tháng nào mình cũng phải wash. Thứ bảy là bạn có thể triệt lông ở bất cứ đâu trên body của bạn, thì vùng bikini, vùng nách, vùng chân, mặt vẫn làm được luôn nha. Và nếu các bạn đã xem đến đây và các bạn quyết định ok, ngày mai mình sẽ đi triệt lông liền, ok, ngày mốt mình sẽ đi triệt lông liền, thì dưới đây là những điều các bạn cần nên chuẩn bị để trước và sau khi các bạn triệt lông. Thì trước khi triệt lông 24 tiếng nhưng mình đã nói là các bạn phải cạo vùng đấy luôn, nhưng mà các bạn nên hỏi cái chỗ bạn làm nhất, nhiều khi cái chỗ bạn làm thì họ muốn đến đấy họ nhìn xem như thế nào rồi họ sẽ cạo cho bạn luôn. Còn không thì đa số bên Úc thì toàn là bạn phải cạo tự ở nhà trước. Thì nếu mà có bạn nào hỏi mình bây giờ nó tự nhiên như vậy nhiều quá thì bây giờ làm sao có thể cạo đây, thì các bạn có thể dùng cái kéo cắt ngang cho nó ngắn lại, cái xong đấy các bạn dùng dao cạo. Và cái loại mà mình thấy một cái loại rất là phổ biến là loại cái kem các bạn xúc lên ấy, các bạn để từ hình như 10-15 phút cái xong các bạn dùng và kéo ra rong nó lụm hết, kem lụm rong cái tên chắc là như vậy. Mình cũng đã thài rồi mà cái đấy thật sự nó rất là vô dụng, nó không bao giờ hết, ngay cả mình xài trên chân thôi nó cũng không hết nữa. Và mình cũng đã thử xài cho vùng kia đi và hình như đó là một cái quyết định thật là ngu ngốc hay sao, tại vì mình cảm thấy nó rất là rác, kiểu như là không nên xài cho vùng bikini ấy. Lỡ xài một lần rồi nên là không bao giờ xài lần thứ hai, và sau đấy chỉ là dùng dao cạo thôi. Và trước khi cái bộ điều chỉnh đó là trên cơ thể cái phần mà các bạn muốn trì có phải không có một cái chất hóa học nào hết, là mình nói đến việc kem chống nắng này hay là lotion dưỡng da hay là cái loại khắc tan để làm cho da nâu, nói chung là da bạn phải hoàn toàn tự nhiên 100%, không có một cái chút gì trên đấy hết. Và các bạn không nhổ hoặc là wash trong vòng 4 tuần trước khi các bạn triệt lông, tại vì các bạn nhổ hoặc wash sẽ làm cái chân lông ở đó nó bị mất đi, cho nên khi các bạn triệt nó sẽ không tác động vô cái vùng chân lông ở đấy. Và sau khi làm thì các bạn sẽ không nên đi bơi trong vòng từ 2-3 ngày và không tiếp xúc nắng trực tiếp vào cái chỗ bạn làm. Nếu ví dụ chân của các bạn đi thì các bạn ra nắng quá thì cũng nên mặc quần dài che đi bớ, và cũng không nên mặc đồ quá bó hoặc là gây chà xuống cho cái phần mình mới làm. Và làm xong các bạn không nên tẩy tết vào chết ở vùng đó đâu. Mình làm xong thì tối mình về đi, da mình nó sẽ bị mẩn đỏ lên và qua ngày mai là nó hết liền. Nhiều bạn da nó hơi bị nhạy cảm thì nhiều khi các bạn sẽ thấy mình không biết có rát hay không. Mình thì không cảm thấy rát nó bị đỏ, nhưng mà khi làm xong á, ít chỗ làm nó sẽ cho bạn dùng cái loại làm dịu đi cái vết phỏng, có thể nói là dịu đi cái nhiệt độ của cái máy đó, làm cho da mình nó mát hơn. Mấy cái chỗ spa nó cũng hay dụ dỗ mình á là làm xong thì mua thêm bộ sản phẩm này sẽ giúp cho lông mọc lại lâu hơn, sẽ tốt hơn cho vùng đấy. Nhưng mà mình thì mình không có mua, tại giống như là mình cảm thấy chỉ là chiêu trò để mà họ muốn bán thêm đồ ấy, mà đến giờ mình cũng bình thường, mình không xài món gì hết. Chỉ có làm xong ngay chỗ đấy là mình xúc cái kem để mà làm dịu mát da đi thôi và về. Đến giờ thì mình khá happy, khá vui với kết quả của mình đang có. Cho nên là thật sự các bạn bây giờ gặp bạn nào, gặp bạn nữ, bạn gái nào mình quen, mình cũng dụ đi triệt lông đi, trời đi triệt lông đi đã lắm luôn ấy. Gặp ai mình cũng nói gì hết trơn, mình gặp ai mình cũng dụ, và mình cũng dụ đi triệt lông bikini là cái đầu tiên. Mình cũng nghe nhiều bạn nói ở Việt Nam là chi phí triệt lông nó khá là cao, thì mình cũng thấy là mình không có biết là bao nhiêu. Và tại vì mình không ở Việt Nam nên mình cũng không thể nào mà review hay là gửi cho các bạn một chỗ nào đó được. Nhưng mà theo như ở bên Úc mình thì mình thấy cái giá nó cũng khá là phù hợp, nó không có gọi là mắc. Một lần mình làm là vừa bikini và vừa vùng nách là 19,5 đô. Đó là on sale rồi nha, là sale 50%, mà mình thấy hầu như là cứ 2 tháng là họ xem một lần, hoặc cứ có một cái dịp lễ gì họ xem một lần. Thì cho nên là mình trả một lần luôn, 6 lần là tầm 200 hơn thì phải. Nó khá là rẻ, mình thấy nó khá là rẻ so với cái kết quả mà mình có được. Và một vấn đề nữa là mình nghĩ chắc các bạn cũng sẽ có suy nghĩ tới, đó chính là nhiều khi các bạn sẽ ngại đi làm cái việc đấy, tại vì các bạn sẽ phải là nằm naked ở trên một cái bàn và người ta sẽ phải nhìn cô bé của mình. Thì ngay từ ban đầu đó không phải là cái lý do để mà cho mình nghĩ là có nên đi hay không, mà cái lý do tác động mình nhất là mình không biết sẽ như thế nào,
và lợi ích hay là nó có gây ra tác dụng phụ gì không, mà cái vấn đề diệt long nó vẫn không có phổ biến ở Việt Nam, cho nên là trên YouTube rất là ít các bạn và mình cũng không có một ai làm hết, cho nên là đây cũng là một lý do tại sao mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Tại khi mà mình muốn có một người nói cho mình về những vấn đề này thì lại không có ai hết, và mình chỉ đọc về tiếng Anh thôi, nhưng mà các bạn biết về tại người nước ngoài nó sẽ cũng hơi khác với châu Á của mình. Thực sự là tất cả những lần mình làm đều là mỗi một người khác nhau luôn ấy. Mình nghĩ các bạn nhiều khi các bạn sẽ mong muốn là chỉ có một người duy nhất làm cho mình thôi, mình sẽ không có ngại ở lần sau tiếp ấy. Nhưng mà các bạn nghĩ đó là cái nghề của họ rồi, và họ đã chứng kiến rất là nhiều vùng bikini khác nhau, cho nên là bạn cứ, và họ cũng là con gái nữa, cho nên cứ việc vô và nằm nó làm thôi và đi. Vậy thôi, nếu mà các bạn thấy thích cái chủ đề này và các bạn cảm thấy những thông tin của mình chia sẻ có thì các bạn hãy like và subscribe share vào phía dưới cho mình nhé. Và đừng quên comment những chủ đề các bạn muốn mình làm, không qua là những câu hỏi liên quan về vấn đề triệt long này mình nói chưa rõ, hoặc các bạn có những câu hỏi nào hơn hãy comment ở phía dưới cho mình biết, mình sẽ rất vui giúp đỡ các bạn. Vậy thôi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn một podcast nhé.